Sau khi được bàn giao cơ bản toàn bộ mặt bằng và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa giải quyết khó khăn về nguồn vật liệu, đơn vị thi công dự án cao tốc Nha Trang Cam Lâm đã tăng cường thêm nhân lực, trang thiết bị máy móc để đẩy nhanh quá trình thi công. Nhiều hạng mục như nền đường, cầu cống đã đạt được khoảng 40% khối lượng công việc. Vận dụng cái thời tiết khô ráo cho nên là đang tập trung nhân lực thiết bị để thi công cái lớp cấp phối đá dăm. Dự kiến trong đầu tháng 4 thì chúng tôi sẽ tiến hành thảm nhựa những km đầu tiên của dự án. Dưới cái nắng gay gắt nhưng trên công trường hơn 1.500 công nhân cùng hàng trăm trang thiết bị máy móc được chia thành 100 mũi thi công vẫn làm việc hết sức khẩn trương. Đối với hạng mục quan trọng nhất đó là hầm dốc sạn có thiết kế mỗi bên dài 750m, hiện đơn vị thi công đã đào xong hơn 550m và vẫn đang tiếp tục đẩy nhanh việc thông hầm phần còn lại. Sau khi mình khoan nổ xong thì bắt đầu mình dừng vì xong hàn lưới xong mình phun bê tông. Bê tông xong mình khoan neo xong 6m xong mình bắt đầu mình bơm vữa vào lỗ neo xong mình lắp đẩy neo vào để cắm. Điều đặc biệt là toàn bộ hạng mục hầm dốc sạn từ thiết kế, thi công đều do chính các kỹ sư người Việt ứng dụng những kỹ thuật, công nghệ tiên tiến để thực hiện nên rất chủ động và thuận lợi. Hiện tại theo tiến độ thì đến tháng 5 là xong hầm. Sau tháng 5 thì xong hầm là mình hoàn thiện bỏ hầm là đến tầm khoảng 3 tháng nữa là xong. Hiện nay tất cả mọi người đều làm việc rất tập trung nhằm tiến tới sẽ hoàn thành dự án này dự kiến vào giữa năm sau, sớm hơn so với kế hoạch 3 tháng với quy mô 4 làn xe trên nền đường rộng 17m. Việc dự án này hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ chung của dự án cao tốc Bắc Nam, một dự án có ý nghĩa rất quan trọng trong việc kết nối, hội tụ, thúc đẩy nhiều địa phương cất cánh.